Rồi mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho mình xin một like và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh nha, để mỗi lần mình đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay. Nói thì hôm nay là mình có được một cặp loa trợ lời của Kenwood này ha, và một cặp loa bên trong cũng là một cặp loa tay trợ lời của Kenwood luôn. Và phía bên đây thì mình còn sót lại cặp loa Panasonic nè, tại vì mấy bữa trước mình đăng thì có khách chuyển khoản ha, và đặt cái chiếc loa center mà mình tưởng nhầm, mình tưởng là cái cặp loa này mọi người, cho nên là mình chừa lộn ha. Nhưng mà cuối cùng thì khách chuyển khoản, nhưng mà khách đặt cái loa center mà lỗi do mình, thì mình chừa lộn cái cặp loa này ha, thì cũng có một sự hiểu lầm nhẹ, cho nên là khách đã không có lấy cặp loa này ha, và mình đã chuyển tiền trả lại. Thì hiện nay cặp loa Panasonic này nè, hôm nay có anh em hỏi nhưng mà mình đã báo hết hàng, tại vì đã có khách đặt cọc ha, cho nên là mình giữ hàng lại, nhưng mà mình đã giữ nói chung là giữ nhầm hàng á mọi người, cho nên là hiện nay thì cặp này vẫn còn ha, cặp này vẫn còn, nhưng mà hôm nay anh em mình điện thì mình đã báo hết hàng. Nó thì hôm nay mình đăng lại nè, anh em nào mà mình còn nhu cầu thì có thể liên hệ mua hàng nha. Giá của cái cặp này là 800.000 nè, họ mình có giới thiệu rồi, để mình giới thiệu sơ qua cái đi nha. Và mình sẽ bỏ qua một bên. Nó nếu như mà anh em mình nào mà còn nhu cầu á thì có thể liên hệ với mình nha. Đó thì đây chính là cái phần công suất loa ha, trở kháng là 4 ôm, công suất là 50W ha. Đó. Thì đây chính là phần loa. Thì để mình để qua một bên nha. Thì mình chưa lộn mọi người, khách đặt cái loa center mà mình nghe nhầm ha, mình nghe nhầm, mình để lại cái loa trợ lời, cái cặp loa tay ha, cặp loa trợ lời, khách đặt cái loa center cho nên có sự nhầm lẫn. Cặp này giá 800.000 nha, anh em còn nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ hai số điện thoại phía dưới màn hình để mua hàng nha. Rồi thì tiếp sau đây thì mình xin quay về hai cái củ loa bass này ha. Mình đây mình có hai cái củ loa bass 25, nó thì hai củ ha, thì giá là 1.000.000 một củ nha mọi người ha, giá là 1.000.000 một củ. Thì ở đây nè, nó có ghi trở kháng là 8 ôm ha, và bên đây trở kháng là 6 ôm, nhưng mà mình đo trên đồng hồ á thì hai loại này cái số ôm nó giống như nhau luôn mọi người. Thì nhà sản xuất người ta ghi cái số ôm trên này nè, nhưng mà mình đo đồng hồ thì hai số ôm nó giống nhau luôn ha. Và đây chính là cái phần mặt trước của hai loa nè, nói chung là mặt trước của loa thì nó giống y xì như nhau à, không có khác gì hết trơn nha mọi người ha, thiết kế giống nhau luôn. Nó và xương lo đồ thì cũng giống nhau luôn ha, thì nó chỉ khác là ghi cái số ôm trên này nè ha, nó khác cái số ôm thôi. Nó thì còn cái mã là cũng giống luôn mọi người, cái mã là cũng giống luôn ha, nói chung là mã đồ là giống hết. Thì bây giờ mình sẽ đo cái số ôm cho anh em mình xem thực tế nè nha, để mình để sao cho anh em mình dễ thấy cái đồng hồ. Rồi bây giờ mình sẽ chập về ha, chập kim về. Đó thì kim nó đang nằm ngay không nha mọi người ha, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái lo bên đây. Thì cái lo bên đây thì nó hiển thị đúng 6 ôm nha. Nó 6 ôm. Và mình sẽ đo cái lo bên đây. Đó thì cái lo bên đây thì nó cũng hiển thị ngay chỗ 6 ôm luôn. Thì nhà sản xuất người ta ghi á thì nó cũng không có chính xác nha. Nó thì đa phần người ta ghi cái lo 8 ôm nó sẽ thành là đa phần nó sẽ dao động từ 6 ôm tới 7 ôm này nhiều mọi người, chứ nó không bao giờ mà đủ 8 ôm. Rất là ít lo đủ 8 ôm nha. Thì người ta chỉ ghi cái số như vậy thôi. Đó thì anh em mình chơi lo thì cũng đều biết hết rồi. Những cái lo mà người ta để 8 ôm á là đa phần nó sẽ là tầm từ 6 ôm cho tới 7 ôm rưỡi. Đó, rất ít lo được 8 ôm nha. Và lo bên đây người ta ghi 6 ôm là đúng 6 ôm này ha. Đó, thì nói chung là hai lo này số ôm bằng nhau nha. Tổng trở của hai lo là mỗi lo là 6 ôm. Đó. Thì hôm qua mình làm nhưng mà mình quên có đăng mọi người. Ủa mình quên có đo. Nó thì hôm nay có một bác trai qua mua hàng ha, và mình lấy ra mình đo thử thì mình thấy cái số ôm nó giống nhau, cho nên là làm clip này thông báo cho anh em mình biết nha. Nếu như mà anh em mình có nhu cầu thì có thể mua để sở hữu nha. Thì giá cho mỗi một lo là 1.000.000 đồng. Nếu mà anh em nào mà cần lo lẻ thì liên hệ với mình nha. Nó còn nếu mà anh em mình lấy cả cặp thì mình bao ship cặp này cho anh em mình nha. Nó thì giá là 1.000.000 đồng một lo bass 25 ha, Technic. Rồi lo được sản xuất tại Nhật nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình quay cái cặp lo trợ lời của Kenwood nha mọi người ha. Thì cặp lo bên đây nó hơi bị dính gì trắng trắng nè, và lưới ở đây nó hơi bị gắt một xíu nha. Đó, thì hai lo thì cái lưới bên đây nó hơi bị gắt một xíu, thì anh em về mình có thể khâu lại ha. Đó thì nói chung hàng về sau mình bán vậy à, mình không có sửa chữa gì hết trơn mọi người. Đó thì tính mình thì sưu tầm sao được bán vậy à, chứ không có làm màu mè ha. Đó, có nhiều người thì người ta tút lo lại cho nó đẹp rồi người ta bán, còn mình thì lo sao mình sẽ đăng vậy cho anh em mình biết ha, tại vì hàng bãi mà cũng không thể nào mà tránh khỏi. Thì có nhiều anh em mình cũng không muốn lo được làm lại nha, cho nên là lo sao mình sẽ đăng vậy.
Nó loa này là có mã là CRS ha, 177, trở kháng là 8 ohm, công suất là 40W nha. Đó thì cặp này mình bán giá là 1 triệu đồng nha mọi người ha. Cặp loa trả lời của Kenwood này giá là 1 triệu đồng. Rồi mình sẽ bỏ cặp này qua một bên nha. Anh em mình xem thấy có nhu cầu thì có thể liên hệ. Nói chung là thùng đẹp mọi người, là hàng bãi mà. Hàng bãi thì không có bể nở nha. Cái này chỉ cần vệ sinh lại cái là đẹp đẹp ken à. Ở đây nó có cái móc để mà anh em mình treo này ha. Đó, thì anh em mình có thể treo hoặc là để trên nóc thùng loa hay là để đâu cũng được ha. Giá của cặp loa trả lời loa tay Kenwood này giá 1 triệu đồng. CRS 177 nha. Anh em có nhu cầu xin vui lòng liên hệ hai số điện thoại phía dưới màn hình. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay luôn cái chiếc loa cuối cùng. Thì chiếc loa này là khá là đẹp nha mọi người ha. Chiếc loa trả lời của Kenwood nha mọi người ha. Cũng vẫn là Kenwood luôn. Và bên trong là phần màn loa nè. Nói chung là đẹp ken à. Đó. Thì hàng về mình chưa có tháo ra để mà vệ sinh bụi luôn á. Nhưng mà bụi nó bám khá là ít ha. Rất là đẹp. Và đây chính là phần thùng loa. Nói chung là cái mẫu này thì mình thấy cũng khó khá là nhiều anh em bán nha. Nhưng mà chưa có cái cặp nào mà nó đẹp như vậy. Đó. Thì đó giờ mình sưu tầm cũng được. Cặp loa này nó hơi bị đẹp đó mọi người. Đó. Thì thùng thì cũng có xước nhưng mà ít ha. Và đây chính là phần chạm loa. Đó. Thì trở kháng là 8 ohm, công suất là 40W nha. Sản xuất tại Nhật ha. Đó, CM5ES nha mọi người ha. Đó. Thì ở đây chính là phần ở dưới này nó có hai con ốc đó mọi người. Dưới này có hai con ốc ha. Rồi thì cái cặp này thì giá là 1.500.000 nha, với hình thức là đẹp như trên video. Mình chỉ có một cặp thôi mọi người, không có nhiều. Đó, mình chỉ có một cặp một thôi. Thì ổng gài đăng mấy loa trả lời thì cũng bán hết trơn rồi mọi người, không còn ha. Thì hôm nay mình về được hai cặp ha, một cặp Kenwood và hai cặp Kenwood nha mọi người ha. Cặp đầu thì giá là 1 triệu, cặp này giá là 1.500.000 nha. Đó rồi, thì nói chung là lo đẹp zin nguyên bản nha, hàng bãi, không phải là hàng sưu tầm ở hàng bờ nha. Này là hàng bãi về không à. Còn cuối video thì mình cũng không nhắc lại ha. Thì cặp này giá là 800 nha. Đó, thì cặp này hôm nay có anh em hỏi nhưng mà mình báo hết hàng. Hôm nay anh em nào có xem được á mà còn nhu cầu thì có thể liên hệ mua hàng nha. Thì hỏi mình đăng hai cặp này với lại một con loa center ha. Thì đã bán hết rồi. Và cặp này thì do sự nhầm lẫn một chút xíu cho nên vẫn còn lại. Giá là 800.000. Rồi clip của mình tại đây xin được kết thúc nha. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.